Vậy hồi nãy mình có hỏi là con 70 này là mới xuống miếng ruộng này là lần đầu tiên luôn các bạn. Cái thùng còn bỏ trên cái thùng giấy biết đựng với đựng lưỡi cưa hay gì đó còn bỏ trên cái môi kìa. Tích. Mà máy máy này mua nhiều chú biết không? Gì đó. 640 triệu hả? Mà mới mới cắt miếng ruộng là lần đầu tiên luôn đúng không? Mới đem về là mới đem xuống luôn cái xe gì hả? Đầu đó là đem vô để cắt luôn. Xe ta giao đằng đó đem xuống đây cắt luôn. Giao cái chân đầu đường đó là chạy vô đây cắt luôn nè, bị sáng hả? giờ trước này cắt mà Nó bị hư. dịch hư. Trời ơi coi con máy kéo này khói mịt mù hết trơn các bạn ơi. Nó chạy như gió nhưng mà nó khói rồi kìa. Gà ở sao đít kìa. Con này mà chạy ban đêm là khỏi có bị muỗi cắn luôn. Khói quá khói còn coi đâu có muỗi nào mà dám lại. Trời ơi coi nó chạy coi nó chảy như ngựa vậy đó. Chào các bạn nha. Nào để mình quay với các bạn xem con máy 70 nha các bạn ơi. Con này còn mới chát luôn các bạn. Con này giống như lấy đập thùng mới cắt mùa này quá. Quá con này 70 này còn mới chát luôn các bạn ơi. Con này 70 này cắt chung với con 60 mà con 60 nó bị hư ở đằng đó các bạn. 60 để chăng nó già dữ hay gì vậy? Nó mới nó bị hư cái gì mà nó nằm tràn ngang, tràn hẳn, tràn ngang đó kìa. Con 70 này mới chát này mà chịu chạy thì hai anh hứng lúa này cũng mệt mỏi với nó nha. Rồi, còn mới chát luôn. Đây. Bên này thì con Kubota 60. Con này chắc bị hư rồi, nó nằm tràn ngang, tràn hẳn đó đó. Đây một con xe kéo này chắc mượn đường đi vô hay gì các bạn, khá là chung chủ gì đây chạy vô tốc độ hình như là bốn anh em đi trên chiếc xe tăng luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Con máy 70 này nó rất là mới luôn nữa các bạn. Coi cái đò để che mát của anh tài xế mà còn quấn cái mọc nữa kìa. Còn rất là mới luôn. Có thể là lấy con máy này lấy cắt mùa này hay gì nè. Ốc phụ lon rồi còn vàng kè luôn. Kéo gì xuống ruộng các bạn. Trời ơi nó quay đầu nội ơi. Tài xế này chạy xinh quá, quay đầu như gió gì vậy. Đây, bốn anh em đi trên chiếc xe tăng nha. Con 70 này nó chạy lên đây, nó cắt ra cái lối này luôn các bạn. Còn con xe kéo đó thì nó ra chạy đi ra, còn có hai anh nè. Rồi, cắt khúc lưới sập này luôn.
đó các bạn. Còn 60 kia nữa hư cái nằm một đống đó rồi nè. Đây, 60 nó hư cái nằm đây nè. Con 70 này nó còn rất là mới luôn các bạn ơi. Vậy hồi nãy mình có hỏi là con 70 này là mới xuống miếng ruộng này lần đầu tiên luôn các bạn. Cái thùng còn bỏ trên cái thùng giấy biết đựng lưỡi cưa hay gì đó còn bỏ trên cái môi kìa. Con máy mới cái tiếng máy chạy rất là im luôn các bạn ơi. Chạy không có nghe tiếng cua tiếng gì hết trơn. Rồi quay đầu qua bên kia, trẻ giữa quay đầu qua bên kia. Đây, anh chạy kéo này, anh chạy nãy anh chạy ra giờ anh chạy vô rồi. Trời ơi, coi con máy kéo này khói mịt mù hết trơn các bạn ơi. Chạy như gió vậy mà nó khói rồi kìa, ra ở sao đít kìa. Con này mà chạy ban đêm là khỏi có bị muỗi cắn luôn. Khói quá khói, còn coi đâu có muỗi nào mà dám lại. Trời ơi, coi nó chạy có nó chảy như ngựa vậy đó. Rồi bây giờ là con xe này nó lên bờ luôn nè, vượt dốc vượt đèo.